Chuyển sang phần điểm những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên các báo điện tử số ra sáng ngày hôm nay. Tân Hoa Xã bản tiếng Anh đưa tin về việc Việt Nam đã chi 502 triệu đô la Mỹ cho việc nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa trong nửa đầu năm nay, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội sữa Việt Nam thì dự kiến đến năm 2020, mỗi người Việt Nam sẽ tiêu thụ trung bình hơn 28 lít sữa. Năm ngoái Việt Nam sản xuất hơn 1,3 tỷ lít sữa tươi và hơn 127.000 tấn sữa bột. Trang tin của Nikkei đưa tin về nhận định về việc các nhà sản xuất điện thoại thông minh của Việt Nam đang lên kế hoạch để cạnh tranh với Samsung. Các công ty Việt Nam như là Vingroup thì thông báo sẽ bắt đầu sản xuất smartphone từ năm 2018, hay công ty điện tử gia dụng Asanjo đang đặt mục tiêu tung ra 600.000 smartphone trong năm 2018. Trang Electric Weekly với tiêu đề Việt Nam đang đến cũng đưa ra cảnh báo rằng 70% thị phần điện thoại thông minh của Trung Quốc đang bán tại Việt Nam có thể bị đe dọa bởi các sản phẩm của Việt Nam. Các báo nước ngoài cũng đã đưa tin về việc Việt Nam đã yêu cầu Facebook sửa lỗi sai về Hoàng Sa Trường Sa trên bản đồ của Facebook, bảo đảm thể hiện đúng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Trước đó, trên bản đồ dùng hỗ trợ các nhà quảng cáo, Facebook đã ghi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Facebook khẳng định vụ việc trên về bản chất không có ý đồ chính trị mà là do lỗi kỹ thuật. Tờ Déplacement của Pháp đã đưa tin về việc sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa khánh thành nhà ga mới. Đây là nhà ga sân bay đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn 4 sao quốc tế với tổng đầu tư là khoảng 160 triệu đô la Mỹ. 160 triệu euro, nhà ga mới được xây dựng nhằm đáp ứng sự bùng nổ du lịch tại khu vực này, trong khi năm 2017, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 5 triệu khách du lịch. Một nhà ga quốc tế thứ hai cũng đang được xây dựng tại đây và sẽ khánh thành vào cuối năm nay.